Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, chúng tôi đang ở tại cái suối Healing Spring ở thành phố Blackville, tiểu bang South Carolina. Cái dòng suối này từ rất nhiều năm nay người ta tin rằng nước suối có thể chữa được rất nhiều bệnh. Kính mời quý vị theo dõi cái tường trình của chúng tôi. Buổi chiều ngày 28 tháng 2 năm 2016, chúng tôi đến dòng suối lạ lùng này được gặp nhiều người đến lấy nước suối và một số cho biết cảm nghĩ như sau. This is the Healing Spring in the town of Blackville, South Carolina, and thousands of people come here every year to get this water. It's pure water. And đây là dòng suối trị bệnh tại thành phố Blackville, South Carolina. Mỗi năm có hàng ngàn người đến đây lấy nước suối này vì đây là nước suối rất tinh khiết, có thành phần nhiều muối khoáng, là nước rất tốt để uống. Rất nhiều người tin tưởng rằng nước suối ở đây trị được nhiều loại bệnh khác nhau. Riêng tôi biết rằng đây là dòng suối trong, tinh khiết, rất tốt để uống. Chúng tôi đã đến đây rất nhiều năm để lấy nước về. Quý vị có thể gặp được rất nhiều người từ khắp mọi nơi trên đất Hoa Kỳ đến đây lấy nước từ dòng suối trị bệnh này. Tôi đến đây lấy nước cho vợ của tôi. Cô ấy bị ung thư đã 4 tháng nay. Nước ở đây giúp vợ tôi chữa bệnh và tẩy độc. Chúng tôi đến từ Florida. Vợ tôi chỉ dùng nước này vì cô ấy rất tin tưởng cùng với sự chăm sóc của bác sĩ sẽ giúp chữa lành bệnh ung thư. Chào anh, tôi thấy anh đến để lấy nước suối ở đây thì đây là lần đầu tiên anh đến đây hay là anh đã đến đây nhiều lần? Đây là lần đầu tiên vì đọc báo trên mạng thì nghe nước suối này là có thể là chữa bệnh ung thư. Mà hiện tại thì người em ruột của tôi đang bị ung thư nên tôi đi cùng người bạn lên đây để mà xin cái nước này về để uống thử. It's good if you have faith in this water, you heal. Yeah. I have heard a lot of stories about this water here. Nếu quý vị có lòng tin vào nước suối này, thì có thể giúp quý vị chữa bệnh. Tôi đã nghe rất nhiều chuyện kể về dòng suối trị bệnh này. Như một phụ nữ nói rằng, cô ta bị mụn lở loét trên hai cánh tay. Sau khi nhiều lần đi bác sĩ nhưng không giúp được cô ấy, cô đã dùng nước suối này và cô ấy đã khỏi bệnh. Dòng suối chữa bệnh Healing Spring này xuất phát từ các dãy núi hàng trăm dặm phía Bắc, chảy ngầm dưới mặt đất qua các lớp đất đá. Đến nơi đây đã trào lên mặt đất sau một trận động đất hàng ngàn năm trước. Từ lâu, chính quyền địa phương cho đóng ống xuống theo chỗ nước trào lên và gắn vào 12 vòi nước chảy ra ngày đêm cho người đến lấy nước dễ dàng hơn. Theo truyền thuyết từ hội người Mỹ bản địa, tức là người Mỹ da đỏ, nước suối này có thể chữa khỏi rất nhiều bệnh. Healing Spring được nổi tiếng từ năm 1781, trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ. 4 người lính quân đội Hoàng gia Anh bị thương nặng sắp chết, không thể di tản nên phải nằm lại ở đây, cùng với 2 đồng đội được cử ở lại để chờ chôn cất họ. Người Mỹ da đỏ bản địa kéo họ đến dòng suối này. Thật lạ lùng, 6 tháng sau, 4 người lính quân đội Anh được cải tử hoàn sinh cùng 2 đồng đội đã coi sóc họ, tìm đường về lại căn cứ của họ tại Charleston, cách xa hơn 100 mai, trước sự kinh ngạc của cả đơn vị. Tháng 7 năm 1944, người chủ cuối cùng của Healing Spring đã để di chúc, trao quyền sở hữu lại cho Thiên Chúa, để mọi người đến đây được tự do lấy nước và cùng được hưởng ơn lành Thiên Chúa ban tặng. I'm a native of Blackville and I've been here all my life. Tôi sinh ra và lớn lên tại Blackville, South Carolina. Tôi đã 60 tuổi. Có rất nhiều chuyện nói về những linh nghiệm từ dòng suối chữa bệnh này. Rất nhiều người đã vượt nhiều dặm đường đến đây chỉ lấy nước uống hay dội nước trên mình để chữa bệnh. Về những hiện tượng chữa lành bệnh thì theo tôi trước nhất vẫn là lòng tin. Khi có lòng tin thì kết quả sẽ đến thật kỳ diệu. Chào anh uống nước suối này anh thấy thế nào anh? Nước vì là nước thác chảy nguyên chất nên nó mát và ngọt. Chúng tôi được biết qua việc lấy mẫu và phân chất của Sở Y tế và Kiểm soát Môi trường địa phương, nước suối này không hề nhiễm bất cứ một loại vi khuẩn nào, lại có đầy đủ các muối khoáng rất cần thiết cho sức khỏe. Đặc biệt hơn nữa là hoàn toàn thiên nhiên và có độ tinh khiết cao nhất. Phạm Bá Hân tường trình từ Blackville, South Carolina. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.